Một đặc sứ của Bắc Triều Tiên rời Bình Nhưỡng ngày 17 tháng 11 trong chuyến công du một tuần ở Nga để thảo luận về những cách thức nhằm cải thiện mối quan hệ thương mại và chính trị. Sau khi đi thăm Moscow, ông Cho Ryong-hae, một cố vấn thân cận của lãnh tụ Kim Jong-un, sẽ lên đường tới các thành phố Khabarovsk và Vladivostok ở miền Đông. Bộ Ngoại giao Nga tuần trước nói rằng Moscow hy vọng sẽ thảo luận về quan hệ thương mại, kinh tế, tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên và vùng Đông Bắc Á, cũng như một số vấn đề khác mà hai nước cùng quan tâm.